Thưa quý vị, chi bộ khu dân cư số 12, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực. Chi bộ khu dân cư số 12, phường Hòa Phát đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận khéo năm 2021. Khu dân cư số 12 có 545 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu. Xác định mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, chi bộ khu dân cư số 12 đã vận động nhân dân lắp 545 giá treo cờ theo đúng quy định, đồng thời được nhân dân hưởng ứng đóng góp hơn 170 triệu đồng để lắp đặt 42 camera an ninh tại tuyến đường Lê Trọng Tấn, Tôn Đản và các kiệt hẻm. Nhờ đó, vấn đề an ninh trật tự tại khu vực được đảm bảo, không xảy ra mất cấp. Không những thế, chi bộ khu dân cư số 12 cũng đã vận động 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy tại nhà. Ở đây thì em thấy mô hình này rất là thiết thực và rất là tuyệt vời, bởi vì mình thấy rằng gần đây thì rất là hay có những cái vụ cháy nó xảy ra. Đặc biệt trong những thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chi bộ khu dân cư số 12 triển khai tích cực công tác phòng chống dịch, vận động nhân dân đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn, theo các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch của thành phố và địa phương. Nhờ đó mà khu dân cư số 12 không có ca F0. Khu dân cư 12 được Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương tinh thần phòng chống dịch và được Quận ủy Cẩm Lệ tặng giấy khen. Thì chúng tôi có một cái mô hình đặc biệt mà được đồng chí Bí thư Thành ủy quan tâm. Thì cái mô hình này bằng bìa cát tông, dài là 45 cm, chiều rộng 30 cm. Tức là viết khẩu hiệu hộ gia đình cam kết trong phòng chống dịch, chấp hành trong phòng chống dịch, nhà cách ly với nhà, và có Zalo có số điện thoại của tổ trưởng tổ dân phố. Bí thư chi bộ khu dân cư số 12 cho biết, toàn bộ hệ thống cán bộ, đặc biệt là đảng viên trong chi bộ, với sự đồng thuận của nhân dân trong mỗi công việc đã góp phần tạo dựng nên nhiều thành quả. Theo đó, khu dân cư số 12 đã đồng tâm, tự lực, tự cường và ý chí đồng lòng trong xây dựng khối đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Là cái cách làm của chúng tôi là cụ thể là phải có kế hoạch. Kế hoạch là gì? Phải thông qua chi ủy, rồi nghị quyết chi bộ, rồi triển khai đến là quân dân chính. Tất cả các chỉ thị nghị quyết thì chúng tôi đều là gì? Họp dân. Rồi ý kiến rồi là gì, tuyên truyền đến người dân thì người dân đồng thuận chấp hành. Thì cho đến giờ phút này thì hầu hết những ý kiến của người dân thì chúng tôi cơ bản là tổ dân phố, mặt trận, các đoàn thể thì giải quyết kịp thời. Chi bộ khu dân cư số 12 phường Hòa Phát là đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Trong đó thì cán bộ, đảng viên thì gương mẫu đi đầu để mà vận động nhân dân trong thực hiện cái phong trào là toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, cũng như là xây dựng khu phố văn hóa, văn minh đô thị. Và trong cái công tác mà vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, thời gian tới, phường Hòa Phát sẽ nhân rộng mô hình chi bộ khu dân cư số 12 đến các chi bộ khác để phát triển phong trào thi đua dân vận khéo, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương.